from Edmond. We the new Meth and Redman. Chào các bác, tôi là Linh đây và ngày hôm nay chúng ta có một video mới. Ngày hôm nay thì sẽ là một video về WeMix, lúc đó bọn mình cùng nhau mix đồ. Và mọi người đã thấy rằng sắp tới là Tết Nguyên Đán rồi và Linh có một số set đồ rất là ưng muốn chia sẻ với mọi người. Lần này thì Linh chọn cho mọi người những cái phong cách mà thường Linh cũng rất là hay mặc, nó kiểu casual, mà có thể hoàn toàn mặc đi chơi Tết này, mọi người đi quẩy bar cũng được luôn nhá. Và có những cái set thì cũng rất là dễ thương để mọi người đi ra mắt gia đình người yêu. Và mọi người cùng xem là Linh có gì cho mọi người trong ngày hôm nay nhá. Bộ đầu tiên thì Linh sẽ có hai item ở đây là Linh mua ở trên Shopee mọi người nhá. Và cái set này thì nó là kiểu chất vải nó co giãn ý, nên là khi mà mình mặc thì cũng cảm thấy rất là thoải mái. Tuy nhiên lúc mà Linh mua thì Linh nghĩ là cái size này nó hơi nhỏ một chút, thế nên là lúc mà mặc thì cảm giác là nó hơi bị kiểu bung ở cái phần ngực này này. Em này thì nó sẽ là một cái bộ mà rất là tôn dáng và phong cách nó cũng khá là tây nha mọi người. Khi mà mọi người mặc một set như thế này thì có thể mặc thêm một cái áo khoác trắng ở bên ngoài, hoặc là mọi người có thể mix giống như là Linh đang mix cũng rất là ok luôn. Bây giờ thì Linh 27 tuổi rồi, thế nên là những cái phong cách của Linh ý nó sẽ có hơi phần là sẽ hở hơn một tí, càng ngày càng hở nha mọi người. Thế nên là nếu mà chị em nào đang mong muốn có thử set này thì mọi người có thể mua nha. Em này thì Linh mua rất là rẻ, chỉ có khoảng tầm hơn 100k thôi. Chiếc váy tiếp theo thì mang một cái màu cũng rất là nổi bật đúng không mọi người, một cái màu hồng neon. Và khi mà mọi người mặc bộ này lên ý, thì Linh thấy rằng là nó sẽ rất là nổi. Linh thì Linh rất là thích màu hồng, tại vì khi mà mặc màu hồng như thế này thì nó khá là tôn da và tôn dáng luôn. Mọi người thấy là cái em này khoét lưng ở đằng sau, đặc biệt đấy là giá của bạn ấy rất là rẻ, Linh mua cũng chỉ khoảng tầm gần 200.000 thôi nha mọi người. Và em này thì trong lúc Linh có kết hợp với cả một đôi giày màu trắng, cái đôi giày này thì Linh cũng mua trên Shopee luôn. Giá của đôi giày này cũng khoảng tầm gần 200 nha mọi người, và đi nó cũng rất là êm, không bị kiểu là đau chân hay bị khó chịu đâu. Tiếp theo thì là một chiếc váy là của một cái hãng khá là quen thuộc mà Linh hay săn trên Shopee rồi, để chính là Topify. Cái em váy này thì nó là một cái mẫu mà Linh thấy rằng form rất là đẹp mọi người nhá, rất là ôm dáng. Và với cả Linh ấy thì Linh thấy là cái hãng này mặc nó không bị ngắn. Giả sử như những bạn nào mà cao giống như Linh ấy, mọi người mua gần như quần áo hãng này mọi người sẽ không thấy là nó kiểu bị quá là bị cộc đâu, và trông lên form rất là ok. Em này thì rất là dễ mặc nha mọi người, và đi cà phê nếu mọi người cầm một cái ly Starbucks ấy xong mọi người chụp ảnh ấy thì đảm bảo rất là xinh luôn. Chất vải của sản phẩm sẽ là dệt kim mọi người nhá. Linh cũng có giặt qua về máy giặt rồi nhưng mà cũng không bị rão nhiều đâu. Và với cái giá thành như thế này, đây cũng là một cái sản phẩm rất là ok. Chị em nào đang muốn săn thì có thể thử nhá. Một set tiếp theo với chỉ khoảng tầm hơn 300.000 thôi là mọi người đã có hai item. Một em chính là một em blazer và một cái áo quây ở trong để mọi người mặc ra đường. Nói chung là chị em nào mà theo phong cách này thì nó sẽ rất là ăn chơi mọi người nhá, và nó sẽ hơi lạnh lạnh một tí, không phù hợp cho chị em nào sợ lạnh sợ rét. Em này sẽ là một cái áo blazer mà Linh thấy nó rất là dễ mix, mọi người có thể mặc đi học cũng được luôn, và có cả cầu vai nhá. Chất thì nó cũng rất là dày dặn và có cả lớp lót luôn. Cái đường chỉ may của nó cũng khá là đẹp luôn, không bị hở, không bị lộ, cũng như không bị dễ bung ra đâu nha mọi người. Em này Linh mặc ở đây là size XXL. Thường khi mọi người muốn mua những cái đồ mà kiểu free size, đồ Trung Quốc ấy, mọi người phải mua cái size rộng rộng một tí thì nó mới đẹp được nha mọi người. Và với cả cái áo quây thì cũng rất là rẻ, chỉ có 59k thôi. Tiếp theo sẽ là một chiếc áo mà Linh cũng thấy khá là ưng ý nha mọi người. Nó kiểu crop top và trông áo hơi bóng chày một tí. Cái style này thì Linh thấy là các bạn Hàn Quốc mặc rất là nhiều. Ví dụ như mọi người xem mấy cái đi vào sân vận động ấy, hoặc là mấy cái mà các chị Hàn Quốc đánh bóng chày các thứ rất là hay mặc cái này nhá, trông rất là xinh. Cái này thì khi mọi người kết hợp ấy, nó sẽ mang cái vibe nó hơi cá tính một xíu. Giả sử như bạn nào mà ngầu ngầu này, lạnh lùng này, thì Linh nghĩ rằng là cái em này sẽ rất là phù hợp với mọi người. Bạn này thì Linh mua với giá là 329.000, đường vải với cả lớp lót cũng rất là đẹp nha mọi người. Khi mặc lên nếu mà vào mùa đông ấy thì mặc không em này sẽ hơi lạnh. Linh kết hợp ở trong set này với cả một chiếc quần bó và một đôi bốt để giúp cho là cái đường cong của mình nó được nổi bật hơn. Tại vì bên trên thì mình đã khá là kín đáo rồi, thì bên dưới mình sẽ phải kiểu là vẫn kín đáo nhưng mà hơi uốn éo một tí nha mọi người. Tiếp theo là nếu mà chị em nào muốn cái vibe thật là Tết, kiểu đỏ rực rỡ luôn, thì Linh có hai option dành cho mọi người, là hai bộ mà Linh kết hợp cũng khá là giống nhau nhưng mà có hai chiếc áo đỏ khác nhau để mọi người có thể là tha hồ thay nhá. Thì đầu tiên mình sẽ có một cái em áo này, nó sẽ là dạng crop top và cái cách điệu nó cũng khá là đẹp. Khi mà mình mặc lên ý, thì sẽ lộ được rất là nhiều đường cong của mình luôn. Chị em nào mà có càng nhiều đường cong ấy thì mình mặc bộ này sẽ càng đẹp. Mình có thể khoác thêm một cái vài cái áo da ở bên ngoài hay là những cái áo crop top bên ngoài cũng rất là xinh. Còn áo thứ hai chúng ta sẽ có đấy là chiếc áo len. Áo len thì Linh cũng chọn với kiểu mà nó khá là cách điệu. Và cái áo len này thì Linh thấy rằng khi mặc lên ý, trông mình cũng rất là xinh, nó cao cổ nên là cũng chắn gió rất là tốt nhá. Và bạn này thì khi mà giơ tay lên ý, mọi người sẽ thấy là nó hơi hở một chút, nên mọi người lưu ý là sẽ nên mặc áo quẩy bên trong nhá. Còn nếu mà mặc áo ngực ý thì Linh thấy nó sẽ hơi bị lộ đấy. Khi mà mọi người mua hai em này thì giá của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 500.000 cho cả hai cái. Chính ra là cái này ít vải hơn và cách điệu nhiều hơn, nó lại đắt hơn đấy mọi người ạ.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả chiếc áo dài đầu tiên mà Linh rất là tâm đắc trong mùa này là Linh đã mua. Đấy là chiếc này của Maddie Headrose. Và khi mà mọi người thấy rằng mọi năm ấy thì Linh không mặc áo dài kiểu cách tân quá là nhiều, nhưng mà năm nay thì muốn mình kiểu rồng bay phượng múa một tí nên đã chọn một cái màu này. Màu này Linh thấy là nó rất là nhẹ nhàng, kiểu màu vàng chanh hơi ombre ra màu xanh nhạt nhạt một chút và có những cái đính rất là đẹp. Nếu mà chị em nào đang mong muốn là sắm Tết thì Linh thấy là cái bộ này cũng rất là xinh. Mình có thể đội thêm với mấn này, hoặc là mình có thể xách những cái túi nhẹ nhàng này đều rất là đẹp đi chùa cùng với cả mẹ này. Tiếp theo là một mẫu áo mà Linh cũng rất là muốn chia sẻ mọi người. Áo này thì nó kiểu cũng hơi cách điệu một tí nhưng mà nó không cách bay bay như cái này mà nó sẽ là kiểu cứng form mọi người nhá. Với cái áo cứng form như thế này thì Linh chọn một cái kiểu đan chéo ở trên này, tại vì là vai của Linh ấy thì cái phần xương quai xanh nó cũng khá là ok nên là muốn kiểu show ra. Và thường những cái váy như thế này thì sẽ phù hợp với những bạn mà vai gầy gầy một xíu. Nếu mà bạn nào mà kiểu hơi mi nhau một tí thì thường những cái kiểu này sẽ không phù hợp, mà những kiểu che như này nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Có một cái vấn đề khi mọi người mua áo dài thì Linh nghĩ là mọi người nên mua những cái áo mà kiểu nó đắt tiền một xíu, giả sử như khoảng tầm mà 1-2 triệu trở lên ấy. Thì năm ngoái cũng nói mọi người rồi, nếu mà mọi người mua những áo rẻ quá thì thường là cái phần chân, cái phần quần váy sẽ không được đẹp, hoặc là khi mà mình lên form thì nó sẽ bị eo uột đấy mọi người, chỉ có thể chụp ảnh ở phần trên này thôi, chứ còn khi mà chụp ảnh cả người nhìn nó rất là xấu. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau làm xong video này và hy vọng mọi người đã thích những cái mà Linh đã chia sẻ trong video. Nếu mọi người muốn ra thêm nhiều clip về mix đồ thì đừng quên là chia sẻ cho Linh biết với nha. Chúc mọi người có một mùa Tết năm mới an khang thịnh vượng 2023 thật là nhiều lộc với cả nhiều lì xì nha. Mọi người đừng quên là ấn subscribe channel Bác Linh cũng như theo dõi channel Linh ở trên TikTok, Instagram và Facebook, và là Linh muốn tên mặt tiền tốn tiền phải vào để theo dõi scale và làm với chị em. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.